con đường này chuẩn bị mở rộng nha anh chị. Đổ đan, nhà nước người ta đổ đá xanh vậy nè. Nhà nước làm nha anh chị chứ không phải dân làm nha. Đổ đá xanh cho nó cứng cái dàn chân, tại lúc trước nó nhỏ lắm. Rồi người ta phải lấy ba cái đất người ta lông vô đây nè, cho nên dàn chân trước cho nó cứng rồi mới đổ đan sau cho nó mới chắc nha. Đó, và cái hướng này một đường thẳng ra ngoài luôn, là nãy em đo xe chạy vô đo là đúng 200m, là tính từ ngay mí này nha anh chị, ra đụng đường tỉnh lộ. Đường tỉnh đó là ngay đó ngoài nhà dân cũng rất là nhiều, tại ngày xưa là đường huyện lộ. Rồi bây giờ nhà nước đang mở rộng con đường dành đai, tức là đó là một cái con đường tỉnh lộ 864 nối dài về thành phố Mỹ Tho, rồi đi về hướng Gò Công, đi qua Long An về thành phố Hồ Chí Minh luôn nha. Nói vậy đó. Đó, ra đó là 200m là anh chị tới ngay cái vị trí con đường đó. Còn con đường này thì nó cũng thông vô đường D rồi đi về xã, ủy ban xã đâu luôn. Địa chỉ của mình là xã Hòa Định của huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Đó, hôm nay nhà đất Minh Xem Tiền Giang về đây để quay giới thiệu cho anh chị mình một cái mảnh đất nhà vườn có 300m² thổ cư luôn. Và mặt tiền của mình khá rộng, bên trong mình có hàng rào lưới B40 đồ hết luôn rồi nè. Mảnh đất em giới thiệu cho anh chị hôm nay là cái mảnh đất này có cột rào B40 luôn. Tính từ ngay mấy này nè anh chị, mà mình đi dài qua bên kia luôn là mình có 25m79 mặt tiền, tức là 25m79 là gần 26m. Và phía sau hậu của mình là 26m70, là mình nở hậu nha anh chị, nở hậu ra gần 1m. Và cái cạnh bên đây mình đi sâu xuống là 62m, còn cạnh phía bên kia mình đi sâu xuống là 61m. Cho nên nó có tổng diện tích là 1.602m², trong đó có 300m² là thổ cư, phần còn lại là cây lâu năm. Bên trong mình có một cái ngôi nhà, nhưng mà ngôi nhà này thì nó cũng hơi cũ rồi. Rồi thành ra thì nó có ngôi nhà thì em cũng phải báo cho anh chị biết ngôi nhà luôn. Và đường mình là đường thông luôn, thông về ủy ban dân xã Hòa Định. Ngay đó thì có chợ, có trường học, có đầy đủ luôn. Khoảng cách thì tầm khoảng 2km nha anh chị, là mới tới ngay ủy ban xã Hòa Định. 25m79 là tới ngay cái vị trí cục ganh này đây. Đây, ra ngoài đó thì nó nở ra thêm một gần 1m đó, là do chủ người ta chừa cho cái đường đi vô nhà bên kia. Tức là bên đây mình có một cái mặt tiền nhỏ đi, nhưng mà ra tới đó là nó hết nha anh chị, tại vì chừa cho cái đường đi vô nhà người ta. Ở đây thì cột điện của nhà nước đều có hết rồi, nhà dân người ta rất là nhiều, vô trong đó thì cũng rất là nhiều, bởi vì đi thông về đường D luôn mà. Điểm mạnh của mình là mình từ đây ra đường tỉnh lộ chỉ là một trục đường thẳng luôn, ở đây nhìn thấy luôn. Trong cái màn hình thì anh chị nhìn xa nó sẽ thu nhỏ lại quá, anh chị khó thấy. Chứ đây thì nhìn ra ngoài rất là thông thống luôn. Một đường thẳng vô chính xác là 200m, đo km xe nha anh chị. Nói là vô tới nghe cái gì, tới cái đất mình rất là cao ráo sạch đẹp luôn. Đó, bên trong thì nãy em có đi khảo sát không màu mã gì hết, cho nên vấn đề đó thì anh chị mình an tâm, mảnh này phù hợp cho anh chị mua về để có thể đầu tư dài hạn, hoặc là anh chị có thể là xây nhà ở là tuyệt vời luôn. Bởi vì ra đường ngoài đường tỉnh lộ đó thì một hướng anh chị về thành phố Mỹ Tho. Bây giờ anh chị đi thành phố Mỹ Tho, thôi để em lên vậy đi, cô bao xa luôn mình dễ nói, né vô mát cái thời điểm quay tươi quá. Nói về cái mặt tiền của đất mình thì xây về hướng đông nha anh chị, cho anh chị nào mà hợp về phong thủy á, để mua nhà mua đất đồ tiện tham khảo luôn. Tính từ ngay cái vị trí đất của mình về tới ngay trung tâm thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, thời gian đi là 34 phút, khoảng cách là 21 km. Đó là mình phải đi vòng về ngay chỗ quốc lộ 50 đó, anh chị thấy chỗ số 50 ha. Sau này về mà anh chị đi á, một đường thẳng về ngay chỗ thành phố Mỹ Tho á, thì nó sẽ gần hơn nữa nha, tại bây giờ mình phải đi cong ra ngoài kia mới đụng vô quốc lộ 50 anh chị mới chạy về Mỹ Tho được. Sau này đường này mở thông về Mỹ Tho thì về đó nó sẽ gần. Còn từ đây mà về tới cầu Mỹ Thuận á, thời gian đi là 1 giờ 47 phút, khoảng cách là 82 km. Còn anh chị nào mà ở thành phố Hồ Chí Minh, em sẽ lấy điểm là bến xe miền Tây, mà anh chị về tới ngay vị trí đất của mình luôn, thời gian đi là 1 giờ 41 phút, khoảng cách là 67 km. Đó là vừa rồi em lên định vị Google Maps khoảng cách cho anh chị mình xem đó nha, để coi mình từ thành phố Hồ Chí Minh là ngay vị trí chấm đỏ nè, anh chị thấy đấy ha, mình qua ngay chỗ
đi quốc lộ 1A xuống thành phố Tân An, rẽ qua đây để em coi cái, tức là nó sẽ không vô ngay chỗ thành phố Mỹ Tho nha anh chị, nó sẽ có cái đường rẽ thành phố Mỹ Tho bên đây, nó có cái đường rẽ ngay chỗ Tân An, nó rẽ qua, nó có một đường ngay chỗ Tân An nó rẽ qua đây nè anh chị thấy đó ha, cho nên nó sẽ gần nha. Tại vì mình lên thành phố Mỹ Tho thì tới 20 mấy 21 km, mà về thành phố Hồ Chí Minh thì nó lại có 67 km nè, bởi vì nó có một cái đường đi riêng. Nhưng mà đường đó đường nào em cũng không có đi, do em quay video thì em phải làm nhanh để thời gian nó kéo dài. Nó thì nói chung là mảnh này thì bên trong này chủ cũng đã trồng dừa rồi, một số cây do kêu bán á thì người ta không có chăm sóc gì hết á, thành ra mấy cây mít này nó cũng đã bị héo khô luôn rồi. Vô trong mình thì có cây che ghi rồi nè nó, nhưng mà bên trong mình thì có căn nhà mái ngói nha, nhưng mà nhà này cũ rồi nó, nhưng mà nhà cất hơi nghịch nha anh chị đó, đúng rồi mình cất qua bên đây mới đúng nha đó. Đây thì có cây che ghi nè đó, đất mình này rất là cao ráo luôn đó. Thì anh chị nào mà có quan tâm tới căn này á, thì anh cứ liên hệ cho em đi, rồi em dẫn anh chị mình đến xem, được thì anh chị mua đó, có gì đâu, không được thì em dẫn cho anh chị mình coi căn khác. Căn này cũ rồi, không tính căn nhà, nhưng mà bên trong có căn nhà thì em phải quay căn nhà. Ngoài sau mình thì có một số cây bưởi, đó, đây, bên trong mình nhà cũ thôi, khỏi quay đi ha, để mình quay chu vi tổng quan hết luôn cho anh chị mình xem. Đó là em quay về hướng mặt tiền cạnh phía bên mà gần đường tỉnh lộ đó anh chị. Đây thì có làm cái hệ thống mà để lấy nước mưa tinh máng xuống nha, xuống bồn. Nước công tơ ở đây có nha anh chị, nhưng mà tại vì người ta xài kiểu mà tiết kiệm, người ta lấy nước mưa để giặt giũ đâu cũng được. Nó đây có xài, cũng đang có tái nè, mít nè, dừa nè, kế bên nhà hàng xóm mình luôn. Cho anh chị dễ hình dung nha, tính mặt tiền nhìn vô thì em đang đi cái cạnh phía bên trái nha anh chị. Hồi nãy ngay chỗ cửa nhà là bên phải, em qua đây em sẽ nhảy qua cạnh bên trái rồi em đi cho anh chị mình xem. Ở đây thì có cái hồ nước phía bên đó nữa. Ngay bên đây thì anh chị cũng thấy, ngoài đó thì có bưởi nha. Đây thì có cái ao thì cũng hơi bỏ hơi lâu rồi, cỏ nó bò qua lấp nó hơi ấy rồi. Ngoài đó thì có cái ao, rồi có mấy cây bưởi, mấy cây nhãn mà lâu rồi không tưới á, em thấy nó cũng hơi còi rồi. Thì hiện tại á thì chủ kêu giá chốt là 1.700.000.000 cho hết tổng diện tích đất là 1.602 m², trong đó có 300 m² thổ cư. Đất mình thì cao ráo sạch đẹp không màu mã luôn. Xung quanh hàng xóm thì theo quan sát tới bây giờ thì em không thấy phía sau này có căn mộ nào hết nha. Đó. Bưởi này thì cũng bị còi rồi, bị bỏ nắng khô á. Để em làm chỉ ngay chỗ mà nó đá qua cái chữ L một tí xíu nhỏ. Đây, ngay chỗ đó nha anh chị. Ngay cột đó mình đá nhỏ qua bên đó, mới qua bên cái ao đó đó. Đó, ngay đó đá qua đó, qua cái ao. Thành ra ngoài sau mình nó nở ra gần 1 mét á. Thì căn này em thấy nó tiềm năng, anh chị nào mà cần đầu tư dài hạn á thì anh chị hãy nghiên cứu kỹ cái mảnh đất này nha. Nó có rất là nhiều tiềm năng. Nếu mà tỉnh lộ đang đổ đá xanh rồi nha anh chị. Ngay nãy em phía trước của mình là đang làm và gãy đá xanh lên trên rồi, đường tỉnh lộ đó nha. Ở đây thì ngay chỗ đó là đường thoát nước luôn nha anh chị. Qua đó có cái cống thoát liền qua bên kia của anh ta luôn. Đây mình cũng thoát luôn, dài ngoài luôn. Thì đã anh chị đầu tư dài hạn thì mảnh này thì có tiềm năng. Theo em đi quay thượng thì em biết, tại vì nếu mà cái tỉnh lộ mà làm xong rồi ha, gãy nhựa lên á, gãy nhựa lên rồi thì cái giá trị đất nó theo một trục đường thẳng vô đây á thì nó lại khác nha anh chị. Bây giờ thì người ta kêu bằng đất công, tức là tính ra nó cứng 1.000.000 m²,
Nhưng mà khi mà nhựa đã gãi lên rồi thì mảnh này không còn tính là kiểu đất công nữa, mà tính mét ngang. Mà cái chiều dài của mình là 60 mấy mét, thì không bao giờ người ta bán mét ngang mà xuống tới chót này đâu. Cho nên người ta bán xuống chừng 40 mét à. Còn lại phần sau người ta làm cái chữ đá chỉ nhân lợi nha anh chị. Cho nên anh chị nào mà có đầu tư thì liên hệ với em. Rồi em sẽ dẫn anh chị mình đến xem. Đầu tư dài hạn mới được nha anh chị. Mảnh này đầu tư dài hạn, chờ tỉnh lộ 864 ngoài đó làm xong thì mình mới có tiềm năng nhiều. Giá là tổng diện tích là 1.602 m², trong đó có 300 m² thổ cư. Giá chủ kêu hết đất là 1.700.000.000. Đó, anh chị nào quan tâm liên hệ cho em nha. Số điện thoại em tin màn hình, hoặc kết bạn Zalo với em số đó đó. Rồi em sẽ gửi sổ hình ảnh thửa đất cho anh chị mình xem chi tiết cụ thể luôn. Đó, ha. Em đi ngược lại cái phía bên đây cho anh chị. Bên đó cũng có cái đường đi nhỏ anh chị. Nãy em tưởng đâu vô nhà là hết, nhưng mà có cái đường đi nhỏ riêng nữa. Nhưng mà lưới mình không có nằm ngoài đó. Cột rất là chắc chắn luôn nè. Cột chủ đổ chắc chắn luôn. Nó thì nói chung là mảnh này em thấy cũng rất là tuyệt vời. Bởi em mới quay cho anh chị mình xem cao gáo mình có mấy cái ao nhỏ ngoài kia. Dưới ao thì hiện tại không có nước, bởi vì mùa này nó hết nước. Nhà nước đóng mấy cái đập lại hết rồi nha anh chị. Rồi thành ra ở đâu cũng vậy hết. Còn ở đây thì không có bị nhiễm phèn, nhiễm mặn gì hết. Chỉ có người ta bỏ bê không tưới á, thì cây nó mới xuống thôi. Đây là ngôi nhà thì mái cũng mái ngói, nhưng mà cắt hơi nghịch bên đây. Nó thì mảnh này anh chị nào có cần nhà ở thì anh chị cắt xây về bên đó ha. Và đầu tư thì sau này anh chị cũng có thể xẻ ra từng ô, tại mình có thổ cư mà. Nó rất là tiện luôn. Cái này là xây hướng đông nè, còn ngôi nhà đang cất xây hướng bắc nha anh chị. Rồi thì em cũng muốn lên nhanh cái video này cho anh chị mình xem. Anh chị nào thấy phù hợp thì cứ alo cho em. Ở giá của cái căn này là hết đất luôn, là 1.602 m². Giá là 1.700.000.000 nha anh chị. Rồi em xin chào anh chị, hẹn gặp lại anh chị những video tiếp theo. Đó ha.